Châu Á là khu vực có dân số chiếm 70% tổng số dân toàn cầu, và đây cũng là khu vực đang đối mặt rủi ro do mực nước biển dâng cũng như là có lượng phát thải khí nhà kính ở mức cao. Để chống biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững, các quốc gia châu Á đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, một mục tiêu quan trọng được đặt ra là đưa lượng phát thải khí nhà kính xuống mức bằng không, hay còn gọi là net zero. Nỗ lực thực hiện net zero sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể đối với châu Á, một khu vực đang phát triển năng động. Đó là lý do vì sao nhiều quốc gia châu Á cam kết đạt net zero vào năm 2050, trong đó có Việt Nam. Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế HOSIC châu Á 2023, vấn đề này tiếp tục được đưa ra thảo luận, như muốn một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của net zero trong bối cảnh hậu quả mà biến đổi khí hậu gây ra ngày càng rõ ràng, trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, theo các diễn giả, những giải pháp để hoàn thành mục tiêu net zero là đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ, tận dụng tốt ưu điểm của AI, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hay đơn giản nhất là tạo ra nhiều không gian xanh. Hướng tới net zero là một mục tiêu đầy tham vọng với các thành phố. Để làm được điều này, người dân phải sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, bởi vì cần có nhiều sự thay đổi trong thói quen sử dụng điện và các nguồn năng lượng khác. Cùng với đó là việc chuyển đổi công nghệ một cách quyết liệt để sản xuất năng lượng tái tạo và nguồn nhiên liệu sạch cho những sản phẩm như xe điện, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Những yếu tố này cần phải song hành với nhau. Theo các chuyên gia, cuộc đua hướng đến net zero vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tại châu Á. Trong đó, những doanh nghiệp nào sớm cam kết sẽ hưởng lợi thế của đơn vị tiên phong. Ngoài ra, doanh nghiệp kịp thời định vị thương hiệu trước xu hướng thay đổi của người tiêu dùng sẽ khai thác được tiềm năng đa dạng của thị trường, nhất là đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Net zero và đặc biệt là trong phát thải là một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Tại vì Việt Nam mình là một nền kinh tế đang phát triển. Chúng ta còn đang nhận được rất nhiều đầu tư từ nước ngoài và chúng ta phải cân đo đong đếm giữa các loại hình đầu tư. Trong đó, loại hình nào đem ra được giá trị thực tế, loại hình nào sẽ cản trở việc thực hiện net zero. Sự chủ động tham gia của cộng đồng doanh nghiệp cùng thực hiện cam kết net zero sẽ thúc đẩy làn sóng phát triển kinh tế xanh và xây dựng nền tảng bền vững cho tăng trưởng xanh. Từ đó, nâng cao chất lượng sống của người dân, hạn chế được tác động xấu do biến đổi khí hậu gây ra tại châu Á.